Rồi, chuẩn bị tập thể dục thôi. Tập thể dục thôi. Yeah, rồi, go. Chạy vòng vòng phía trên thôi nha. Rồi, chuẩn bị tập thể dục. Tập thể dục thôi, ngày hè tập thể dục. Ôi, sao con đi nhanh thế? Hôm nay mình đi bộ mấy vòng ta? Ba vòng thôi. Mấy vòng? Cái này là mấy vòng? Ba vòng. Mấy? Ba vòng. Ba vòng. Đây mấy vòng? Chắc ba vòng. Ba vòng luôn hả? Tôi đi có vòng rưỡi à. Mình đi vòng lớn đi. Mình đi hai vòng đi. Thấy. Bây giờ mình đi hai vòng đi rồi xong rồi hồi mình đi vô đi đường này lớn các bác à. Đi được hai vòng nha. Hai vòng xong mình quay vô đây mình chơi mấy cái trò chơi là uống dẻo nha. Ok, đi bộ trước đi. Nè ngừng lại. Bây giờ ngừng lại. Đi bộ vòng lớn hai vòng rồi xong rồi tập trung vô kia tập dẻo nha. Tập trung vô kia tập dẻo. Không có đi xe đạp đúng rồi, mình đi cái đầm nhỏ trong kìa nha. Không có đâu, tụi con cứ dựng xe vô rồi con đi vòng nhỏ trong kìa. Ok. Cái cây này không? Vậy nha. Rồi đi vô cái vòng nhỏ đi nha. Rồi bên xuất phát trước. Đi. Go. Mô tô. Come on. Ta đẩy cái đít nhà ngươi. Go. 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 Rồi bây giờ, tụi mình sẽ thách thoát là nè, treo lên cái cây này. Rồi. 1 2 3 1 2 có ai được lâu nhất nha. Nắng chiếu lung linh. 2 3 1 Rồi tới gái. Gái lùn quá luôn. Gái nhanh nè. Rồi đến bên đi. Rồi để Tom làm đi. Bây giờ mình sẽ làm lại một lần nữa. Rồi ok, làm lại một lần nữa đi. Mới có đụng tới này chứ không treo được. Cũng khổ luôn. Ôi quá giỏi rồi. Để tới bác đi. Ê lắc cho eo á thon coi. Lắc mông 2 3. Đấy là ai làm lâu nhất. Mới sẽ đây, quay cái mông Tom coi. Mông này trước to lắm rồi bây giờ gọn rồi nè. Lắc 100 vòng nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ ly đó uống cái này, ly này uống cái này. Ok, bi thôi đi. Mi khôi đi vai. Con khôi đi vai. Okay. Đi. Sirai đâu có đâu, Sirai. Rì vai. Không. Bi uống cái 7 up, gái uống rì vai ha. Bi uống cả hai luôn. Rồi tập thể dục buổi sáng nè, nãy giờ luôn rồi mệt mỏi luôn rồi, uống thôi. Nào, rồi tới khi nào uống cái coi. Rồi, cảm ơn men luôn. Thôi, đi. Thì ra đi. Thôi, chị mình up. Là không biết uống. Rồi, cao bố mình thích rồi vậy. Trời ơi, nó nặng. Quá nè hả? Quá dữ. Bây giờ mình sẽ leo lên cái này. Mình leo nha mọi người. Nè mới mặt nguyên nè. Mình rất là sợ độ cao nhưng bây giờ mình phải gan dạ lên. Người ta mới thấy nó biết sát vô biết nó làm gì không. Sao không dám nữa rồi. Lỡ tụt xuống đây một cái sao đi ra. Sao đi ra được, giờ đâu đi ra được. Bây giờ tới anh của mình lên nha. Giờ anh mình quay nha. Alo, giờ anh mình leo lên trên này nha. Có chừng đi ra không được nha. À, đã gần được
đường leo xuống ha. Hải mắc cười quá. Ở chỗ này hơi bị nắng cho nên phải qua bên đây. Lưỡi lèo mọi người sẽ nghe tiếng ve kêu. Ve kêu.